Mến chào quý vị và các bạn đến với bộ truyện ngắn đời thực tiếp theo. Gái nhỏ, sắc thuốc cho bà ngoại xong chưa? Gái nhỏ đang hì hục thổi bếp lửa. Trên bếp là cái nồi đất nấu thuốc nam của bà ngoại. Nồi thuốc sôi ùng ục, mùi thuốc nam nồng đậm tỏa ra cả gian bếp nhỏ đơn sơ. Nó nghe thấy tiếng gì út gọi thì thôi thổi lửa, gọi với lên nhà trên đáp lời. Dạ gần xong rồi dì út đợi thuốc sắc chừng 15 phút nữa là được ạ. À. Không nghe tiếng dì út trả lời, gái nhỏ biết dì đang may dở tay. Dì út là con gái út của bà ngoại, dì tên là Hợp. Bà còn có hai người con lớn là cậu Hai Hoài và mẹ của gái nhỏ, tên Hồi. Từ lúc biết đi gái nhỏ đã ở với bà ngoại, tới nay cũng đã mười mấy năm, năm nay nó cũng đã mười lăm tuổi. Cha mẹ gái nhỏ dắt chị của nó là gái lớn lên thành phố làm ăn xa, hai vợ chồng chân ướt chân giáo đến nơi xứ lạ quê người kiếm miếng cơm manh áo không thể lo nổi cả hai đứa trẻ gửi gái nhỏ lại cho bà ngoại nuôi nên từ nhỏ nó đã quen hơi bà ngoại ở cùng với bà ngoại còn có dì út dì lớn hơn gái nhỏ một con giáp hồi đó dì học cũng rất khá dì thi đậu một trường cao đẳng trên thành phố nhưng dì không nỡ xa bà ngoại cậu hai hoài cưới vợ ở huyện bên cha mẹ gái nhỏ đi làm ăn trên thành phố chẳng có ai lo cho bà ngoại tuổi đã lớn ở nhà dì nói dối với bà ngoại là mình rớt rồi muốn ở nhà học thợ may lúc bà ngoại hay tin dì nói dối thì đánh dì một trận tay bà cầm cái roi mây vừa đánh dì mà nước mắt bà rơi xưa giờ dì ngoan hiền lại biết nghe lời bà ngoại lần đầu tiên dì nói dối bà chuyện đồng trời như vậy hồi đó việc thi đậu được vào một trường cao đẳng đại học là lớn lao vô cùng sau đó bà ngoại không nói chuyện với dì một tuần liền cậu hoài và mẹ gái nhỏ hay tin mới chạy về khuyên bà ngoại hết lời không quên giày dì út một trận rồi dần dần bà mới siêu lòng miễn cưỡng chấp nhận cho tiền dì đi học kế nghề thợ may ngày đó ngoại dưng dưng nói với dì út sao con gạt mẹ con giấu mẹ chuyện con thi đậu trường ở thành phố con không nỡ xa mẹ mẹ lớn tuổi rồi với lại đi học trên thành phố tốn kém con sợ mẹ lo không nổi con gái khờ của mẹ miễn con muốn đi học thì tốn kém cỡ nào mẹ cũng lo được đời mẹ đã cực khổ lắm rồi mẹ không muốn con gái của mẹ cũng khổ theo học hành tử tế để sau này có cái nghề với người ta dù sao cũng tốt hơn mẹ buôn bán ngoài đường con thấy nghề may cũng đâu có khổ đâu con ngồi trong nhà nắng mưa không tới mặt đừng lo con cực nghe mẹ chỗ hôm bữa mẹ đánh con có còn đau không dạ hết đau rồi mẹ ngày nào con cũng nhờ gái nhỏ thoa rượu thuốc bây giờ cũng không thấy đau nữa gái nhỏ nó biết cái gì tối nay tắm rồi qua phòng mẹ coi cho không khéo để lại thẹo dạ mẹ hồi đó bà ngoại còn khỏe bây giờ bà yếu hơn rồi đau bệnh liên miên dì út hay nói giỡn phải chi bà ngoại đánh tao được như hồi trước cũng mừng. Tuy vậy, bà ngoại không chịu đi bệnh viện, bà nói ai rồi phải cũng phải mắc mấy cái bệnh già. Hàng tháng bà chỉ lấy thuốc nam của ông thầy bảy xóm trên. Mấy hôm nay trời trở gió, ngoại nói cả người đau nhức, không đi lại được, cũng ho nhiều hơn. Đêm nằm ngủ gái nhỏ nghe tiếng bà ngoại ho khan mà sốt ruột. Dì út nhiều lần khuyên bà đi khám bệnh mà bà một mực không chịu con đưa mẹ đi nhà thương khám thử nghe mẹ con thấy dạo này mẹ ho nhiều uống thuốc của thầy bảy cũng không hết không đi nhà thương gì ráo trọi cái thân già này bây giờ có chết cũng chết ở nhà chứ không muốn chết ở nhà thương kìa mẹ sao mẹ nói gở như vậy thôi mẹ không chịu thì con không ép kêu con gái nhỏ sắc cho mẹ thêm lần thuốc là ba lần một ngày dạ mẹ bà ngoại chỉ uống thuốc nam Bà nói thuốc tây uống vào nóng, khô khan cả người nên trong nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc nam. Lúc đầu gái nhỏ thấy cái mùi thuốc sao mà khó chịu nhưng nó sắc thuốc cho bà ngày qua ngày, người hoài cũng quen. Hôm nào không có thì thấy thiếu. Như mọi ngày, gái nhỏ mang thuốc lên cho ngoại, đi ngang qua cái máy may của dì út. Dì không may nữa. Với tay lấy cái nón bên cửa sổ nói với gái nhỏ. Gái nhỏ đi chợ với út sau bữa nay đi chợ chiều vậy út đi chợ mai làm đám dỗ bà cố tư bây không nhớ hả hôm qua bà ngoại nói với út muốn làm lớn hơn mọi năm khách khứa cũng mời nhiều hơn nên hôm nay phải đi để mai đi thì làm không kịp cha mẹ con với cậu hoài chừng nào về vậy út chắc sáng sớm mai dạ bà cố tư không phải mẹ ruột của bà ngoại Nghe nói hồi đó bà ngoại chạy giặc trốn vào miền Nam. Trong lúc không có tiền bạc cũng không nơi nương tựa thì gặp được bà cố tư. Bà thấy bà ngoại một thân một mình. Tay bổng tay bế ba đứa con nhỏ thì thương. Kêu mang mẹ con bà ngoại. Cho phụ gánh chè rồi dạy bà cách nấu. Trước khi mất bà cố tư để lại gánh chè cho bà ngoại. Nhờ vậy mà bà ngoại mới nuôi được ba người con khôn lớn đến bây giờ nên đối với ngoại. Bà cố tư có cái ơn rất lớn như người cha người mẹ thứ hai của bà. Bà ngoại hay nói với con mình, sau này dù tụi con có quên dỗ mẹ thì cũng không được quên ngày dỗ bà ngoại tư của tụi con. Dì út và gái nhỏ đi chợ về, tay sách nách mang, lỉnh ca lỉnh kỉnh nào là rau dưa, thịt cá. Vừa tới cổng thì nghe tiếng, xoảng như có cái gì bị vỡ. Hai người vội vã để hết đồ ăn vừa mua ở trên thềm rồi chạy vào phòng bà ngoại, sợ bà có chuyện gì. Vừa vào phòng đã thấy ngoại ngồi trên giường, cái ly thủy tinh trên tủ đầu giường của ngoại vỡ tan tành dưới đất, mảnh thủy tinh văng tung tóe trên sàn nhà. Dì Út vứt luôn cái nón lá ngoài cửa, lao đến bên giường ngoại. "Mẹ có sao không mẹ?" Dì coi đi coi lại mấy lượt thấy bà ngoại không bị thương mới thở phào một cái rồi nhìn cái cửa tủ đang mở. Đồ đạc trong tủ vốn ngăn nắp gọn gàng bây giờ nằm lộn xộn, không có trật tự mẹ tìm cái gì hà mẹ không đợi con hay gái nhỏ gì về tìm cho mẹ mẹ tìm cây lược cây lược của mẹ đâu con gái nhỏ thấy bà ngoại hốt hoảng sợ mất cái lược cũ bà dùng chải tóc cái lược gỗ chỉ còn một nửa của bà ngoại cái lược mẹ để dưới gối kia kìa mẹ cũng lớn tuổi rồi cứ hay quên trước quên sau sau này mẹ muốn tìm cái gì thì kêu con hay gái nhỏ mẹ đừng tự tìm lỡ có chuyện gì thì khổ dì út với tay lấy nửa cái lược cũ đến nỗi đã phai màu gỗ dưới gối đưa cho ngoại. Bà ngoại nhìn cây lược. Bà im lặng hồi lâu, không biết nghĩ gì mà bắt đầu khóc. Bà ngoại khóc không phát ra một tiếng động nào. Nếu không nhìn bà cũng không biết bà đang khóc. Hai hàng nước mắt cứ chảy trên làn da nhăn nheo của ngoại. Nhìn mà xót xa. Dì út hốt hoảng nhìn ngoại. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ! Mẹ muốn gặp cha con. Mai con kêu cha con tới gặp mẹ. Nếu không thì không kịp. Mẹ! Dì út nhìn ngoại. Mắt dì đỏ hoe. Còn bà ngoại thì nhìn chân chân cây lược không rời mắt. Bà tay bà nâng niu. vuốt về cây lược như một món báu vật. Dù cho nó có cũ kỹ nhưng không mất cái răng nào. Nhìn cũng đủ biết bà đã giữ gìn nó kỹ lưỡng thế nào. Nhưng sao nó chỉ còn một nửa. Chuyện cái lược này phải kể đến ông ngoại của gái nhỏ trong ký ức của nó thì ông ngoại chỉ là một người rất mơ hồ từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ gặp ông ngoại người trong nhà cũng ít nhắc đến chuyện của ông ngoại dì út không cho gái nhỏ hỏi nhiều về ông trước mặt bà ngoại dì không cho nó biết lý do chỉ nói rằng bà ngoại rất ghét ông ngoại không muốn nhắc về ông điều duy nhất mà gái nhỏ biết đó là cái lược của bà ngoại là do ông ngoại tặng nhưng nó không hiểu vì sao bà ngoại quý cái lược đến thế mà lại ghét ông quay về khoảng hơn 30 năm về trước, khi mà bà Lê, bà ngoại của gái nhỏ còn là một thiếu nữ độ đôi mươi. Bà Lê là con gái của một phú hộ trong làng. Trên bà con một chị gái đã lấy chồng. Từ khi chị gái lấy chồng, chỉ có bà Lê sống với cha mẹ nên được cưng chiều vô cùng. Ông bà phú hộ đại cứ đặt con gái ở đầu quả tim mà yêu thương. Tuy là con gái của gia đình giàu có nhất nhì làng nhưng bà Lê không hề có thói tiểu thư, tranh chua đồng đảnh như đa số các tiểu thư con nhà quyền quý khác mà ngược lại. Bà rất hiền hậu còn đảm đang. Từ nhỏ bà đã được học theo thùa, may vá, lớn lên lại nấu ăn rất ngon. Hơn nữa, bà Lê vốn rất xinh đẹp. Đúng như cái tên của bà, bà như một đóa hoa lê trắng thuần khiết, có đôi chút hoang dại và nguyên thủy. Cái đẹp của bà là cái đẹp trong trẻo, thanh nhã như làn nước mùa thu. Bà là người phụ nữ truyền thống, áo dài, quốc mộc chứ không xe xua điệu đà, học đòi lụa là váy vóc theo kiểu phương Tây, giữa những mái tóc xoăn tít, bấm xù hay phồng lên cao tít của những người phụ nữ chạy theo xu hướng, bà vẫn một mực để mái tóc đen dài. Tất nhiên, bà là mơ ước của biết bao thanh niên trong làng, mười người thì hết chín người mong muốn cưới được bà làm vợ đã có nhiều người mai mối đến hỏi ý bà, từ con trai của phú ông làng bên, đến anh, đốc tờ, vừa du học bên trời Tây về, hay anh thầy giáo đi học ở trên thành phố, từ của cải, địa vị xã hội đến tri thức đều không lay chuyển được bà, bởi vì trái tim bà đã đặt ở nơi khác, ở một người nông dân nghèo khổ cày thuê quốc mướn cho nhà bà. Ông ngoại gái nhỏ, ông hữu lúc này chỉ là một thanh niên xuất thân từ một gia đình làm nông nghèo khổ ông làm thuê cho nhà ông bà phú hộ đại để nuôi thân và người mẹ già yếu ở nhà ông được ông bà phú hộ coi trọng vì cái tính siêng năng chăm chỉ lại hiền lành chất phác ông làm quần quật ngày đêm không kể nắng mưa ông bà phú hộ giao cho ông bao nhiêu công ruộng ông đều làm kỹ lưỡng ông có kinh nghiệm làm nông hơn nữa luôn đặt cái tâm mình vào công việc nên kết quả luôn khiến người khác hài lòng như bao thanh niên trong làng khác ông hữu cũng thầm thương trộm nhớ bà lê cô con gái út của ông bà phú hộ tuy vậy ông cũng là người biết thân biết phận không dám trèo cao dự định của ông là kiếm tiền thuê vài công ruộng lấy một người con gái nông dân bình thường sinh con đẻ cái chăm sóc mẹ già bà lê như áng mây ở xa tận bầu trời ông là ngọn cỏ lầm lũi nơi đất thấp có mơ ông không với tới được bà nhưng điều ông không ngờ nhất là bà lê cũng có tình cảm với ông bà lấy cớ mang cơm cho người làm mà tiếp xúc với ông nói chuyện với ông nhiều hơn lâu dần ngọn lửa nhen nhóm trong tim hai người cũng gặp nhau mà bùng cháy lên rồi họ yêu đương trong âm thầm lén lút hôm nay cũng như mọi ngày bà lê mang cơm chưa ra cho người làm bà cố ý nán lại chỗ của ông hữu lâu hơn một chút ông dắt bà lê tới ngồi dưới bóng cây sộp vừa mát lại khuất tầm mắt người khác anh có cái này tặng cho em ông hữu ra vẻ thần thần bí bí lén la lén lút ngó trước ngó sau rồi rút từ trong túi áo ra cái khăn tay lấm lem mấy vết bùn anh hữu tặng em khăn tay hả bà lê cười cười nhìn ông hữu bà yêu ông không phải vì vật chất nên miễn là đồ ông tặng dù cho đó là cái khăn tay dính bùn này bà cũng sẽ vui vẻ mà nhận lấy không phải em mở ra coi thử ở trong đi anh sợ dính bùn nên lấy cái khăn tay của mẹ gói lại em lê có thích không bà nghe theo ông hữu mở cái khăn tay ra bên trong là một cái lược gỗ hình dáng không quá tinh xảo có thể nói là khá thô vừa nhìn là biết do một người không chuyên làm ra tuy nhiên bề mặt lại nhắn bóng cho thấy sự mài rũa kỹ càng Bà ngạc nhiên hỏi: Anh hữu tự làm cho em hả? Ờ, bộ nhìn dễ biết lắm hả? Ờ, đó giờ anh biết đóng ghế, đóng bàn chứ chưa làm lược bao giờ cả. Tỉ mỉ quá à, nên nên nó hơi xấu xí. Em Lê đừng chê anh nha. Em thích lắm. Anh hữu làm trong bao lâu vậy? Lúc mình mới yêu nhau anh đã bắt đầu làm rồi. Anh thương mái tóc đen dài của Lê anh muốn tự tay làm lược cho Lê trải tóc. Em cảm ơn anh. Em sẽ giữ thiệt kỹ. Em không để mất nó đâu. Em Lê đừng có lo nghe. Em làm mất thì anh làm lại cho. Làm bao nhiêu cái cũng được hết. Ông hữu gái đầu cười. Gương mặt nhìn có chút khờ. Anh hứa rồi đó. Bây giờ em muốn anh hữu trải tóc cho em. Nhưng tay anh dính bùn rồi. Lỡ làm dơ tóc Lê thì sao? không sao hết em không sợ dính tóc anh hữu nói xạo anh không có thương mái tóc của lê đâu đúng không anh có thương mà vậy anh trải tóc cho em đi ông hữu nhận lấy kế lược bắt đầu trải tóc cho người con gái ông thương ông trải rất nhẹ nhàng từng chút từng chút một như sợ làm đau mái tóc ấy bầu trời xanh cao vời vợi tiếng chim hót díu rít mùi hương của cỏ cây phẳng phất và hình ảnh người đàn ông cao lớn đang ngồi trải tóc cho người thương hòa hợp một cách lạ thường. Từ ngày được ông Hiếu tặng cây lược ông tự tay làm, ngày nào bà Lê cũng trải tóc bằng cái lược ấy. Lần nào trải xong cũng ngắm nghĩa rất lâu, lược càng trải càng bóng loáng và đẹp hơn như tình yêu của hai người người vậy. Bà Lê thầm coi nó là vật định tình, một biểu tượng tình yêu trong sáng giữa ông bà ông hữu và bà lê vẫn lén lút yêu nhau như vậy cho đến một hôm người làm trong nhà bà lê tình cờ phát hiện bí mật của ông bà đó là một người chăn bò thuê cho nhà ông bà phú hộ đại anh ta cũng trộm để ý bà lê nhưng có lẽ bà còn không biết đến sự tồn tại của một người như thế vì luôn để mắt đến mọi hành động của bà anh ta phát hiện bà thân thiết với ông hữu hơn những người làm khác người chăn bò bắt đầu theo dõi và biết được hai người đang yêu nhau sau đó báo tin cho ông bà Phú Hộ Đại. Ông bà Phú Hộ Đại sau khi hay tin con gái và người làm trong nhà yêu nhau thì vô cùng tức giận. Hơn ai hết ông bà biết hoàn cảnh của gia đình ông Hữu Mẹ quá con côi, nghèo rớt mồng tơi. Ông Hữu tuy tháo vác, siêng năng nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo cho con gái ông bà có cuộc sống đầy đủ được. Ông bà quý ông Hữu nhưng ông bà cũng thương con gái ông bà không thể gả con mình cho một kẻ còn đang chật vật kiếm cơm ngày ba bữa thế nên ông bà phú hộ đại hẹn ông hữu để nói chuyện ông hữu tuy làm cho nhà ông bà phú hộ đã lâu nhưng lần đầu tiên được vào gian nhà chính ông khẽ đưa mắt tìm bóng dáng người thương của ông là nhưng không thấy ông lại nhìn bao nhiêu món đồ đắt đỏ sang trọng trong nhà rồi lại nhìn đến mình cả người bần hèn dơ bẩn thật sự không xứng với nơi này chút nào ông nghĩ đến bà lê rồi lại thầm chua xót có lẽ chuyện tình hai người sẽ không đi tới đâu ông hữu đứng đợi một lúc thì thấy ông bà phú hộ bước ra ông vội vàng quỳ xuống thưa ông gọi cho con có chuyện gì vậy ạ à? thằng hữu ông hỏi mày từ trước đến giờ ông có đối xử tệ bạc với mày chưa dạ thưa ông chưa có ông luôn đối xử tốt với con Ông đối tốt với mày như vậy mà sao mày lại đối xử tệ với ông? Sao mày lừa gạt ông? Dạ, thưa con không có lừa gạt ông chuyện gì. Sao ông lại nói vậy ạ? À? Chuyện mày với con Lê là thế nào? Dạ, ông hữu hốt hoảng. Ông biết rồi chuyện này cũng phải đến nhưng thật không ngờ lại đến nhanh như thế. Thưa ông, còn với cô Lê yêu nhau thật lòng. Yêu nhau thật lòng. Ông phú hộ đại cười mỉa mai. Yêu nhau thật lòng thì sao? Yêu nhau về mày lấy cái gì nuôi con tao? Hữu ơi mày đừng quên trong tay mày chỉ có cái nhà tranh rách nát với bà mẹ già sống dở chết dở. Mày lấy con tao, ngày ba bữa nó ăn cái gì? Ngủ ở đâu? Rồi mặc cái gì? Một tháng tiền công của mày chỉ mua được một cái ống quần của nó. Con, Hữu im lặng. Anh không phản bác được lời nào của ông Phú bởi vì câu nào cũng đúng cả. Ông không đảm bảo để lo lắng được cho bà Lê ăn sung mặc sướng, chính bản thân ông cũng phải ngày đêm lo cơm áo rồi thuốc men cho mẹ già ở nhà. Ông thầm nghĩ bản thân là hòn than đen đúa xấu xí, còn bà Lê là viên ngọc sáng, quá đối lập. Ông hữu cúi gầm mặt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Ông thật sự không xứng với bà Lê. Ông nghe lời nói của phú hộ đại vang lên trên đỉnh đầu mình. Đây là 200 đồng bạc ông nể tình mày trước giờ làm cho ông siêng năng. Thiệt thà. Ông cho mẹ con bay chỗ tiền này để đi nơi khác làm ăn. Đừng để con gái tao thế mặt mày nữa. Ông hữu nhìn 200 đồng tiền. Có lẽ cả đời làm lụng của ông cũng sẽ không cầm được số tiền này. Số tiền này đủ để ông dựng một căn nhà vững hơn. Và tiền thuốc men của mẹ ông cũng không cần lo lắng chật vật trong một thời gian dài. Nhưng không biết sao ông lại không nhận nỗi số tiền này. Thưa ông, đối với con số tiền này thực sự rất lớn, nhưng mà con sẽ không nhận số tiền này. Con thương cô Lê không phải vì tiền, con biết con không xứng đáng với cô, con sẽ tự tránh xa cô. Cảm ơn ông những ngày qua đã đối xử tốt với mẹ con con. Chó đói mà chê xương hả? Đó là do mày tự chọn. Sau này đừng quay lại trách tao. Dạ, thưa ông con về. Biến đi cho khuất mắt tao ông hữu ra tới cửa thì chạm mặt bà lê chắc bà cũng đã nghe thấy hết bà không nói gì chỉ im lặng nhìn ông thời gian như ngưng động hai người nhìn vào mắt nhau lúc này giữa ông và bà như có một sợi dây liên kết cảm giác cả hai trái tim như cùng chung nhịp đập cùng đau đớn và mất mát họ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nhau bao nhiêu câu nói đến miệng đều không thốt nên lời tất cả chỉ xảy ra trong vòn vẹn vài giây Ông Hữu đi ngang qua bà Lê như không xảy ra chuyện gì. Như mọi hôm, bà Lê vẫn mang đồ ăn trưa cho người làm. Bà lại gặp ông Hữu người yêu của bà nhưng lần này không khí vô cùng nặng nề, ngột ngạt. Cả hai đều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu cho phải. Thời gian cứ trôi qua từng giây. Rốt cuộc ông Hữu cũng là người lên tiếng trước. "Cô Lê, chắc cô cũng nghe ông bà nói rồi. Chúng ta nên dừng lại thôi." anh hữu anh đừng như vậy mà hay là em xin cha mẹ cho phép tụi mình tiếp tục nha anh tôi nghĩ không cần đâu cô ạ à. ông bà sẽ không đồng ý đâu với lại tôi đây cũng không có khả năng lo cho cô đầy đủ cô nên chọn một người môn đăng hộ đối với nhà cô rồi lấy người ta anh nói gì vậy anh hữu sao anh lại nói ra mấy câu như vậy được anh hết thương em rồi hả sao anh lại muốn em lấy người đàn ông khác bây giờ có còn thương hay không cũng đâu còn ý nghĩa gì cô thấy đó cô là lá ngọc cành vàng còn tôi thì sao tôi chỉ là một thằng làm thuê làm mướn sao lo lắng cho cô được có cực khổ thế nào em cũng chịu được em nguyện sẽ chịu cực cùng anh anh đừng làm vậy với em mà những lời nói yêu thương em trước đây anh quên hết rồi hả tôi không quên nhưng cô nói cô chịu cực được cô chịu được bao lâu hả cô lê cô đã từng nhịn đói hai ngày chỉ uống nước lã chưa cô đã từng ăn rau với củ dại một tháng chưa cô đã từng cảm thấy nồi cháo trắng còn quý hơn vàng chưa em chưa đúng không cô có làm được không cô không làm được phải không mình dừng lại đi cô sau này cô không cần gặp tôi nữa hết tháng này tôi sẽ không làm ở đây nữa tôi sẽ đi thật xa chúc cô hạnh phúc anh hữu ông hữu bỏ đi bà lê có kéo tay lại ông cũng dứt khoát giật tay ra không quay đầu lại bà lê khóc khóc thật nhiều ông là mối tình đầu của bà mối tình ở cái tuổi hai mươi ngây ngô bà cũng biết gia cảnh hai người không hợp cũng biết mối tình này sẽ sớm tan nhưng bà không làm được bà không thể kiểm soát trái tim mình trao tình cảm cho người con trai đó được bà lê ngước mặt lên trời tự hỏi tại sao yêu nhau phải quan tâm đến gia cảnh của nhau tại sao phải môn đăng hộ đối nếu bắt buộc phải môn đăng hộ đối thì ông trời sao phải sinh ra tình yêu rào cản ấy thực sự quá lớn làm hai con người yêu nhau không thể đến được với nhau sau hôm ấy bà lê về nhà không tài nào ăn uống được bà ăn cái gì cũng không ngon miệng sắc mặt đờ đẫn ít nói hơn hẳn cả ngày bà như một con rối lặp đi lặp lại mấy hoạt động nhàm chán nhưng làm việc gì cũng không đâu vào đâu ông bà phú hộ thấy con gái như vậy cầm lòng không nỗi mời thầy thuốc về khám cho con gái của tôi bị sao vậy thầy ông phú hộ lo lắng hỏi cô nhà bị tâm bệnh đã là tâm bệnh thì phải chữa từ tâm bây giờ tôi bốc cho cô nhà ít thuốc bổ nhưng nếu tâm cô bệnh thì tình trạng cũng không khá hơn được lão thầy thuốc lắc đầu thở dài rồi lấy ra vài thang thuốc tối đó ông bà phú hộ không ngủ được cứ nghĩ về chuyện của bà lê dù thế nào thì ông bà cũng không nỡ để con gái biến thành một người như vậy cả ngày ngẩn ngơ tối đến lại ngồi cả canh giờ chải tóc rồi lại ngẩn ngơ mân mê kế lược mới một tuần mà con gái ông bà tiểu tụy hẳn hốc mắt trũng sâu da rẻ thì xanh sao không còn là đóa hoa lê trắng xinh đẹp ở đầu quả tim của ông bà ông bà đau lòng xót xa cho con gái Đứa con này của ông bà từ nhỏ đã là người hay đa sầu đa cảm nhưng không muốn người khác lo lắng cho mình. Có chuyện gì buồn cũng không nói ra mà chỉ ngấm ngầm chịu đựng. Vì vậy khi biết ông bà buộc thằng hữu kia rời đi, con gái ông bà cũng không làm ầm ý, cũng không phản kháng. Ông bà sợ một ngày nào đó bà lê buồn quá hóa dại, nghĩ quấn mà làm chuyện ngu ngốc. Ông bà cũng không muốn mất một đứa con. Không phải người đau khổ chỉ có một mình bà lê ông hữu cũng rất đau khổ tuy nhiên ông không thể thể hiện ra ngoài mặt ông còn phải chăm sóc mẹ già mẹ ông đã lớn tuổi lại còn mang bệnh trong người nếu để bà lo lắng thì sức khỏe sẽ trở nên tệ hơn mà thôi tuy nhiên đã là một người mẹ thì luôn rất nhạy cảm với những thay đổi của con mình dù là nhỏ nhất hữu dạo này mẹ thấy con khang khác con có chuyện gì sao không nói cho mẹ biết hả dạ không có gì đâu mẹ con đâu có chuyện gì đâu còn đó mẹ sống với con từ nhỏ tới giờ con có gì khác thường không lẽ mẹ không biết con không có gì đâu mà mẹ chắc do mấy bữa nay hơi khó chịu trong người còn cứ đi làm quá sức có bệnh gì thì nhớ đi bốc mấy thang thuốc mà uống đi đừng có lo thuốc men cho mẹ mà quên mình dạ mẹ sao giờ mẹ còn chưa ngủ khuya lắm rồi khi lưng mẹ đau đừng có may vá cả ngày nữa. Mẹ sắp xong rồi, còn có vài đường kim. Hồi sáng mẹ thấy cái áo của con bị rách, để mẹ vá cho xong luôn. Mẹ để con tự làm cũng được mà. Mẹ vá xong nhớ đi ngủ sớm. Để cho con làm sao được. Đàn ông đàn an thô lỗ như con có vá cái áo cũng không khéo như phụ nữ. Lò kiếm cô nào về nâng khăn sửa túi cho đi nhà mình nghèo quá, ai dám nâng khăn sửa túi cho con hạ má? Sao không? Con đảo con bà hai xóm dưới, con mén ở đầu làng, tụi nó đứa nào cũng siêng năng, vén khéo. Do con không ưng người ta, chứ tụi nó để ý con. Thôi bây giờ con chưa muốn có vợ. Hễ hỏi tới chuyện vợ con là chối đây đầy, hay là anh thương ai rồi? Dạ, không có đâu mẹ, con mà dám thương ai? Thôi con đi ngủ sớm. Mai đi làm sớm. Mẹ cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ừ, ờ, con ngủ trước đi. Một đêm dài không mộng mị. Thấm thoát mà đã đến cuối tháng. Ngày cuối cùng ông Hiếu làm cho ông bà bá hộ đại. Ông cũng không nỡ rời đi. Vì ông bà bá hộ đại đối xử rất tốt với kẻ ăn người ở. Trả tiền công cũng cao hơn những chỗ khác. Với những người làm thuê như ông Hiếu cũng vậy ông không nghĩ sẽ tìm được một chỗ làm mới tốt hơn nhưng ông đã quyết định rời xa bà lê nếu cứ ở lại thì chắc chắn sẽ chạm mặt nhau ông không chắc bản thân có thể quên được bà lúc ông chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng gọi anh hữu ông vẫn tiếp tục đi anh hữu anh hữu mới đây mà anh định quên em luôn rồi hả anh không quay lại thì ngày mai em đi lấy chồng cho anh coi Nghe tới đây rốt cuộc ông Hữu mới dừng lại được. Quên sao? Ông cũng tưởng đã quên được rồi. Nhưng khi nghe cái giọng nói quen thuộc ấy ông lại không nỡ đi. Cô Lê, chúc mừng cô. Chúc cô sống hạnh phúc. Sao mà hạnh phúc được? Không phải là anh thì em không thể hạnh phúc. Anh Hữu, anh tệ lắm anh biết không? Tôi biết tôi tệ. Hôm nay cô đến đây làm gì nữa? Tôi xin cô, tha cho tôi đi tôi đã muốn quên rồi nếu bây giờ cha mẹ chấp nhận anh anh có chịu lấy em không cô lê cô đang nói dỡn cái gì thế cô tránh ra để tôi đi cha mẹ em chấp nhận anh rồi em cũng chỉ chịu mình anh làm chồng nếu không em không lấy chồng nữa cũng không có ai môn đăng hộ đối như anh đã nói đâu cô cô vừa nói gì anh không nghe rõ hả cha mẹ em chấp nhận chuyện tụi mình rồi. Anh về thưa với mẹ mang chầu cau qua hỏi cưới em đi. Tôi, anh hết thương em rồi hả? Không có. Vậy anh có chịu qua hỏi cưới em không? Tôi... Anh... Anh Hiếu. Thế là chuyện tình yêu giữa cô tiểu thư con nhà Phú Hộ và anh chàng làm thuê đã được chấp nhận. Lúc nghe tin mẹ của ông Hữu rất hốt hoảng. Bà không nghĩ con trai dám trèo cao, cũng không ngờ nhà gái lại chấp nhận ông bà Phú hộ sau khi suy nghĩ kỹ càng thì cảm thấy con dễ của mình dù nghèo khổ nhưng có chí làm lại yêu thương con gái mình tính cách cũng hiền lành Hiếu Thảo ông bà thích cái tính của ông Hữu và hơn hết là muốn con muốn con gái cưới được người mình thương đám cưới của hai người người được tổ chức lớn nhất làng không thua gì ngày ấy chị bà Lê đi lấy chồng sau khi cưới vợ chồng ông bà phú hộ cho hai người một mảnh đất đủ để hai người xây một căn nhà đón mẹ của hứa về chung sống và đủ ăn đủ mặc đến cuối đời nếu tu trí làm ăn khi về làm dâu bà lê chăm sóc cho mẹ chồng như cha mẹ ruột của mình phải nói bà là một người phụ nữ tam tòng tứ đức bà có đủ những đức tính của một người vợ tốt một năm sau mẹ của ông hữu mất vì bạo bệnh lúc hấp hối bà còn nắm chặt tay hai vợ chồng Lê, mẹ cảm ơn con đã chăm sóc mẹ thời gian qua. Con là lá ngọc cành vàng mà phải thiệt thòi lấy thằng Hữu con mẹ. Hơn nữa còn bắt con phải chăm sóc bà già bệnh tật này, thiệt thòi cho con quá. Thằng Hữu lấy được con là phúc phần ba đời của nó. Mẹ đừng nói vậy mẹ. Hữu, sau này con phải biết yêu thương con Lê, chăm sóc nó thật tốt. Con Lê gả cho nhà mình là thiệt thòi lắm rồi biết chưa con? tuy chưa gặp được cháu nội của mẹ nhưng con gặp đúng người thì mẹ cũng yên lòng mà nhắm mắt sau đó bà cụ ra đi nét mặt thanh thản không mang một tia vướng bận nào với đời hai vợ chồng sống yên bình được chưa lâu thì chiến tranh loạn lạc xảy ra ông hữu đi nhập ngũ lúc này bà lê đang mang thai đứa con đầu tiên của hai người tuy thương vợ vất vả nhưng ông cũng không thể bỏ mặc đất nước lâm nguy vợ ông đành nhờ cha mẹ vợ chăm sóc may mắn thay ông đã bình yên mà trở về đứa con trai của ông bà đã được sinh ra và được bà lê đặt tên là hoài hoài chưa được hai tuổi ông lại lên đường nhập ngũ bà lê lại sắp sinh đứa con thứ hai lần này trở về ông bị chấn thương nhưng không quá nặng hai vợ chồng thầm cảm ơn trời đứa con thứ hai của hai người là con gái bà đặt tên là hồi hai vợ chồng tưởng sẽ được sống yên ổn với đàn con đến cuối đời thì năm năm sau ông hữu lại bị gọi đi đánh giặc lần này không hiểu tại sao bà lê lại buồn chồn không yên lo lắng hơn những lần trước đêm trước khi chồng lên đường bà lê mân mê cây lược ngày trước còn yêu nhau ông hữu đã tặng cho bà từ lúc đó đến giờ bà luôn trải tóc bằng cái lược này nâng niu trân trọng nó như những ngày đầu tiên cây lược cũng đã cũ rồi nhưng vì ngày nào cũng ma sát với tóc nên ngày càng bóng và đẹp hơn ông hữu nhìn thấy vợ giữ gìn cây lược như vậy cũng cảm thấy ấm áp trong lòng song song với đó là sự xót xa mình nè cây lược cũ lắm rồi hay chờ anh về làm cho mình cây lược mới dạ mình chờ em một lát bà lê đứng dậy ra sau bếp ông hữu cũng không biết bà định làm gì nhưng cũng không hỏi ông tranh thủ hôn lên mặt hai đứa con của mình cả hai đứa chào đời đều không được nhìn thấy cha một mình bà lê phải vất vả nuôi con bao nhiêu hy sinh bao nhiêu tủi nhục ông đã hứa sẽ không để bà phải khổ cực nuôi con một mình nhưng người tính không bằng trời tính lần nữa ông phải ra đi mỗi lần ông lên đường nhập ngũ là mỗi lần lòng ông lo sợ súng đạn vô tình đao kiếm không có mắt ông rất sợ một ngày nào đó hy sinh trên chiến trường thì vợ con ông sẽ ra sao. Ông hữu nghe vợ mình lục đục chừng 5 phút sau bếp. Ông thấy bà cầm cây lược gỗ đã bị chia làm hai nửa vào phòng. Mình à, em làm gì vậy? Dạ, mình cầm một nửa này đi. Bà Lê vừa nói vừa đưa cho chồng một trong hai nửa cái lược bà nắm trong tay. Mình cầm một nửa cái lược, mỗi lần mình nhớ em thì lấy ra nhìn. Sao lần này mình đưa cho anh nửa cái lược vậy? Còn có một nửa sau mình chải tóc. Ông hữu một tay cầm lược, chải tóc cho vợ, tay còn lại mân mê mái tóc. Em không biết nữa, tự nhiên lần này mình đi em không an tâm. Không sao đâu, anh xin ông trời phù hộ để an toàn về nhà với mình và sắp nhỏ. Mình phải về làm lại cái lược mới cho em nha. Ừ, anh làm cho mình cái lược đẹp hơn cái này nữa. Dạ, thôi mình đi ngủ thôi. Mai anh đi sớm. Trời tờ mở sáng là ông Hữu phải lên đường. Cây lạnh của xương sớm như cứa vào da thịt, cứa thẳng vào tim hai vợ chồng. Bỗng nhiên Hữu nói. Nếu lỡ lần này anh không còn mạng trở về. Mình đừng nói gở, Mình nhất định phải về. Anh nói lỡ như. Lỡ như thế thật thì mình đừng chờ anh. Mình. Tìm một người lo được cho mình rồi lấy người ta nghĩ tới cảnh mình một mình nuôi con rồi về giả sống côi cút anh kìm lòng không đặng vậy mình càng phải quay về với em em không lấy ai hết em chờ mình chờ tới đầu bạc em cũng chờ mình thôi tới giờ rồi mình đi đi mình ở nhà giữ gìn sức khỏe phải sống cho tốt dạ ông hữu lưu luyến quay lại nhìn bà lê mấy lần Đến lần thứ hai thì chạy lại hôn lên tóc của vợ rồi quay đi chạy thật nhanh. Ông sợ nếu còn ở lại thì sẽ không nỡ rời đi. Bà Lê nhìn bóng lưng chồng không hiểu sao lòng đầy chua xót và mất mát. Cứ như lần đi này hai người sẽ mãi chia xa như cây lược bị chia làm hai nửa. Ông Hiếu đi được nửa tháng thì bà Lê phát hiện mình lại mang thai đứa con thứ ba. Cả ba lần bà sinh con đều không có chồng bên cạnh. Thử hỏi người phụ nữ nào không buồn, không đau đớn nhưng phải làm sao đây tổ quốc gọi tên chồng bà đất nước này có hòa bình thì gia đình nhỏ của bà mới sống yên ổn thời gian thấm thoát thoi đưa đứa con thứ ba của hai vợ chồng bà cuối cùng cũng ra đời bà đặt tên nó là hợp cũng may mắn bà còn nhà ngoại có cha mẹ bà phụ nuôi dạy hai đứa trẻ bà mới sống tốt đến tận bây giờ nếu không bà cũng biết xoay sở thế nào trong lúc vắng chồng lần này chồng bà nhập ngũ. Lâu lâu cũng có gửi thư cho bà nhưng đã mấy tháng nay tính từ bức thư cuối cùng bà gửi cho ông vẫn chưa được hồi đáp. Bà lo lắng không yên nhưng không làm được gì ngoài chờ đợi và chờ đợi. Bà chờ như cây lúa chờ nước sông nhưng đến khi sắp gồng không được nữa dòng nước vẫn chưa về. Ngày ngày bà đều mong mỏi ngóng trông. Nhưng dù bà có ngóng trông bao lâu thì chồng bà vẫn không về, bà cứ hy vọng mãi đến lúc những người đàn ông nhập ngũ khác cũng đã quay trở về con của bà năm xóm trên chồng của chị lúa hàng xóm lần lượt về nhà đến cháu ngoại của bà tám đi chung đợt với chồng bà cũng đã về nhưng bà vẫn không thấy bóng dáng chồng bà đâu bà hy vọng rồi hy vọng niềm hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều bà đi hỏi thăm tất cả mọi người ai cũng không biết chồng bà đâu mọi người xung quanh cứ nói với bà thằng Hiếu chết rồi. Nó không còn đâu đừng chờ nữa. Lấy chồng khác đi đừng chờ nữa. Con Lê là quá phụ. Những lời nói cay độc ấy cứ vang vọng trong đầu bà. Bà không muốn tin. Chồng bà vẫn còn sống mà. Anh ấy vẫn chưa làm cây lược mới cho bà như đã hứa. Anh ấy đã hứa như thế rồi. Chồng bà chưa bao giờ thất hứa với bà. Anh hữu của bà khi đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời bà lê chờ mãi chờ mãi như hòn vọng phu một năm rồi hai năm cha mẹ nhìn bà mà chịu không nỗi ngay cả ông bà cũng phải khuyên con gái mình đừng chờ nữa hàng xóm bà nghe thấy tiếng bà du con tiếng hát du của người vợ mất chồng nghe sao mà thê lương quá cuối cùng ông trời cũng phụ lòng bà chiến tranh tiếp tục nổ ra mà ông hữu vẫn không nghe tin tức gì năm đó bom đạn rơi như mưa xuống nơi bà ở cha mẹ anh chị bà mất hết trong chiến tranh. Nhà cửa không còn gì, làng xóm không chịu nỗi cũng bỏ đi. Bây giờ bà chính thức không còn gì, nhà cửa, cha mẹ, anh chị đều đã không còn dưới cơn mưa bom bão đạn. Bà nhìn đống đổ nát mà lồng ngực trống rỗng. Bà muốn khóc nhưng khóc không nối nữa. Nước mắt của bà đã cạn sau những lần không tìm ra tung tích chồng bà những người hàng xóm chưa rời đi cũng khuyên bà nên từ bỏ đi giữ được cái mạng rồi mọi chuyện còn lại thì tính sau nếu bây giờ chồng bà có còn sống trở về nhưng bà không còn nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì bà suy nghĩ thật kỹ bà thấy cũng đúng nếu bây giờ bà cố sống sót thì có lẽ bà sẽ gặp lại anh hữu thân thương của bà bà tay bồng tay bế ba đứa con đứng trước ngôi nhà của hai vợ chồng lần cuối rồi xoay người bước đi lúc đi trong tay bà chỉ mang theo số nữ trang ít ỏi còn sót lại bom đạn không chưa một ai tất cả tài sản ruộng đất đều không còn gì tiểu thư nhà giàu đối với bà bây giờ chỉ còn là cái danh mà thôi bà không biết đi đâu chỉ nghe người ta nói đi về phía nam thì nghe theo lần đầu tiên trong đời cô lê con ông bà phú hộ đại thê thảm đến mức không có nỗi bộ quần áo để thay bà cứ đi mãi đi mãi tất cả tiền bạc quần là áo lụa hay trang sức gì đó bà đã bán hết lấy tiền ăn và đi lại bây giờ số tiền ấy đã hết sạch chỉ còn đâu đó vài cái bánh khô khốc nuốt xuống cổ còn muốn chảy ra nhưng nếu không ăn thì sẽ không còn sức để đi nữa bà cần phải đi con bà cũng cần phải đi để tìm đường sống để gặp lại ông hữu chồng bà một tay bà bế đứa con út tay còn lại dắt hai đứa lớn đi về phương nam rốt cuộc bà cũng đến một vùng đất sông nước hữu tình chưa bị chiến tranh tàn phá nơi đây cũng xinh đẹp như quê nhà lúc trước của bà bình yên đến lạ người phụ nữ tay bồng tay bế ba đứa con lê lết trên con đường dài không có điểm dừng không biết đi về đâu người mẹ mệt muốn ngất xỉu bà đã kiệt sức bà đã nhường những miếng bánh khô cứng cuối cùng ấy cho những đứa con của mình vào lúc người đàn bà đấy tưởng như mình đã sắp ngã quỵ thì thấy một bà lão bán hàng rong, trên vai bà lão ấy gánh đôi quang gánh, miệng giao gì đó mà bà Lê không nghe rõ. Sau đó trước mắt bà tối sầm, trời đất quay cuồng, bà không còn cảm nhận được bất kỳ cái gì nữa. Lúc bà Lê tỉnh dậy, đập vào mắt bà là gương mặt của hai đứa con bà. "Hoài, hồi, hợp, em tụi con đâu?" út hợp đâu rồi? Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Lúc nãy mẹ ngất xỉu làm con sợ quá. Em hợp không sao mẹ ạ. À? Bà Tư đã bế em, cho em uống sữa rồi. Đứa bé được gọi là hoài mắt đỏ hoe cầm tay mẹ, nói cũng không được xuân câu. Nhìn cũng đủ biết cậu đã lo lắng thế nào. Bà Tư, bà Tư nào? Là bà lão bán trẻ lúc nãy chúng ta thấy ấy bà thấy mẹ ngất xỉu giữa đường nên đưa cả nhà mình về nhà bà đó mẹ bà lê nhìn xung quanh ngôi nhà tuy hơi nhỏ cũng đã cũ kỹ lụp sụp nhưng rất ngăn nắp gọn gàng lần này đến bé gái tên hồi nó cũng rất lo cho mẹ nhưng có vẻ bình tĩnh hơn anh trai ba mẹ còn nói được thêm vài câu nữa thì bà lão bán bà tư bế út hợp đi đến ngoại hình bà tròn trịa gương mặt cũng hiền từ phúc hậu. Cả đời bà gắn với gánh trẻ nên trong xóm ai cũng gọi bà là bà tư trẻ. Bà tư trẻ thấy bà Lê đã tỉnh dậy thì cười hiền bước tới. Tuy già rẻ đã nhăn nheo nhưng đôi mắt bà vẫn hiện rõ hình bán nguyệt lúc cười. Tỉnh rồi hả? Con bé này tính ra cũng dạn. Nãy giờ bà già này ấm mà không khóc không quấy. Con cảm ơn gì đã cứu mẹ con con. Bà Lê từ trên giường quỳ xuống đất thành kính mà cảm ơn bà tư trời ơi làm cái gì vậy đứng lên đứng lên còn chưa khỏe mà làm cái gì đó bà tư vội vàng đỡ bà lê dậy nào ngồi đây nghe gì hỏi bốn mẹ con đi đâu con chạy giặc tới đây người ta kêu con đi về miền nam con cũng không biết đi đâu cứ đi mãi đi mãi thì gặp gì rồi gia đình con đâu chồng của con nữa Dạ, cha mẹ với chị con bị bom nổ. Mất hết rồi. Còn, chồng con, ảnh, ảnh. Vừa nhắc tới chồng, nước mắt bà Lê lại trực trào. Bà nghĩ mình đã không còn khóc được nữa nhưng hóa ra không phải như thế. Rốt cuộc khi buồn khổ, tuổi thân tích đủ thì nước mắt sẽ lại rơi. Rồi, không cần nói nữa. Bà già này hiểu rồi. Hồi xưa bà già nãy cũng có chồng, Ông ấy cũng hy sinh trên chiến trường rồi. Nhưng mà gì chưa có con. Tính ra con còn khổ hơn gì. Một thân một mình nuôi ba đứa nhỏ. Con, nghĩ là ảnh vẫn còn sống. Con trốn đi cũng là để chờ ảnh về đó gì. Nếu không, con ở lại cho bom nổ chết con đi. Bậy nào, bậy nào. Không có được nói mấy lời đó. Con còn ba đứa con. Bây giờ con mất rồi tụi nhỏ tính sao? cũng đừng để mấy đứa nhỏ nghe thêm mấy lời này nữa dạ con xin lỗi con không có lỗi với gì muốn xin lỗi thì xin lỗi con con đi chồng con có sống hay chết thì con cũng phải sống tốt hiểu không dạ bây giờ gì tính thế này gì thì cũng đơn chiếc chui ra chui vào cũng có một cái thân già này nếu mấy mẹ con chưa có chỗ nào để đi thì ở lại với gì phù gì bán chè có rau ăn rau có cháo ăn cháo còn thấy sao có phiền gì không ạ à? phiền gì mà phiền trước giờ gì không có con cái bây giờ gì cũng coi con như là con gì thôi có thêm mấy đứa nhỏ cũng vui cửa vui nhà con cảm ơn gì ạ à? Dì cứu con như sinh con ra lần hai con xin phép gì cho con được nhận gì làm mẹ thế thì còn gì bằng bà già này không cần cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày mà vẫn lời một đứa con đó thôi. Thế là từ đó bà Lê sống chung với người mẹ thứ hai của mình. Bà thực sự trân trọng và biết ơn người mẹ này nên đối đãi với bà như ruột thịt. Còn bà tư trẻ cũng thấy vui hơn. Cuộc đời bà lão coi như cũng đáng sống hơn. Có người thân để yêu thương lo lắng. Hàng ngày bà Lê phụ mẹ tư nấu chè rồi gánh chè đi bán hai đứa trẻ con của bà cũng được đi học lớp học ban đêm do một giáo viên trong xóm mở miễn phí ở sau nhà bà tư trẻ là một khúc sông ngày nào bà lê cũng thấy có một người trèo xuồng ngang khúc sông ấy người này là ông sáu thời từ nhỏ ông sáu thời đã mất cha một mình mẹ nuôi ông khôn lớn lớn lên ông làm nghề đánh cá để nuôi mẹ hai mẹ con cứ lênh đênh trên sông con gái trong làng không ai chịu lấy ông vì sợ cảnh suốt ngày chìm nổi trên sông như hoa lục bình cũng sợ cảnh nuôi một bà già bệnh tật nên cả thời tuổi trẻ ông cũng không có vợ bây giờ mẹ ông mất ông ở tuổi tứ tuần cũng không có ai chịu lấy ông hay nghe tin ông thương một cô gái nào cái thằng sáu thời đó tính tình cũng hiền lành chịu khó mà hồi trẻ nó nó phải lo cho mẹ già không có dư giả gì để lấy vợ giờ cũng lớn rồi nhưng không có cô nào để ý suốt ngày linh đinh già dạ, cũng tội nghiệp ảnh ghê ha mẹ mà mấy hôm nay mẹ thấy nó cứ đi qua đi lại nhà mình hoài hay có khi nào là nó để ý con không con nghĩ không phải đâu mẹ với xung quanh mình cũng nhiều nhà mà chắc gì ảnh để ý nhà mình không đâu ngày trước nó chỉ đi ngang nhà mình có một lần từ khi có con nó đi ngang qua hai ba lần chắc không phải đâu mà mẹ còn đó hay là con mở lòng ra cho người mới một cơ hội đi chứ con ở đây cũng gần cả năm trời rồi mà cũng có nghe tin tức gì của chồng con đâu không chừng ảnh vẫn còn sống mẹ à ảnh phải còn sống nhưng nếu ảnh có mất rồi thì con cũng thà đội khăn tang cả đời cũng không tiến thêm bước nữa mẹ không biết khuyên gì con nữa do con quyết định mẹ chỉ muốn tốt cho con mẹ cũng thờ chồng cả đời. Nếu không có tụi con thì không biết sẽ hưu quạnh cỡ nào. Mẹ sợ con về già sẽ hối hận. Bây giờ mẹ có con gái, có cháu mẹ. Sau này, con có già thì cũng còn con của con nữa mà. Mẹ đừng lo. Bà Lê hiểu ý của mẹ Tư, nhưng bà vẫn muốn chờ chồng bà. Cũng như bà đã nói, bà thả đeo khăn thờ chồng cả đời cũng không muốn bước thêm bước nữa đúng như mẹ tư của bà nói có lẽ ông sáu thời có ý tứ với bà dạo này ông ấy thường xuyên mua chè có đợt ngày nào cũng mua có đợt không mua thường xuyên nhưng khi mua lại thì mua rất nhiều bà lê không muốn nghĩ nhiều cũng phải nghĩ thêm việc mẹ tư của bà ở là luôn ý tứ đầy đưa bà chắc chắn người đàn ông này để ý mình rồi nhưng vẫn không muốn vạch trần dù sao người ta cũng chưa nói bà cũng không muốn hai bên khó xử hơn nữa đó cũng chỉ mới là phỏng đoán của bà dạo gần đây bà tư hay bệnh vặt nên hầu như chỉ có mình bà lê gánh chè đi bán ông sáu thời lại tới mua chè của bà bà thuận miệng hỏi cũng không suy nghĩ gì anh sáu hình như cũng thích ăn chè của mẹ em hả hả ờ ờ bà tư nấu chè ngon ăn cũng hợp miệng dạ em thấy anh sáu cũng tới ăn hoài Ờ, uh, ờ, uh, cô, cô là gì của bà Tư? Dạ, em là Lê, con nuôi bà Tư, mới tới sống chưa lâu, chắc anh Sáu chưa biết. Ờ, uh, nhìn cô lạ lắm. Dạ, sau này anh Sáu nhớ tới ủng hộ trẻ mẹ em. Ờ, uh, tôi đi trước. Dạ, anh Sáu đi. Bà Lê không nghĩ tới những lời nói đơn giản ấy lại vô tình gieo một hy vọng cho một người đàn ông. Một hôm nọ bà tư trẻ gọi bà Lê tới, chỉ cho bà cách nấu chè sao cho ngon. Nấu chè đậu thì làm sao cho hạt đậu chín dục, mềm thiệt mềm. Nấu chè chuối bột bán thì nhớ ướp đường cho chuối ngọt chứ để cái vị chua với vị ngọt nghịch nhau. Ăn vô chua không chua, ngọt không ngọt. Dạ mẹ còn nêm chè thì canh sao cho vừa để ăn chung với nước cốt dừa. Bao nhiêu đường, bao nhiêu đậu mẹ chỉ con rồi. Nấu nhiều thì nhân lên, ít thì bớt xuống. Con nhớ chưa? Dạ. Con nhớ rồi mẹ. Ừ. Ờ, mẹ thấy con cũng có cái duyên buôn bán. Bây giờ mẹ già rồi. Sống nay chết mai. Sau này mẹ có đi rồi, con thấy được thì cứ kiếm sống nhờ cái gánh chè của mẹ cái gánh chè tang tàng của mẹ mà nuôi sống được mẹ con tụi bây mẹ cũng mừng mẹ thấy mẹ sắp theo cha bây rồi xuống đó tao với ổng đoàn tụ cuối đời mà có tụi con hù hỉ tuổi già là phước cả đời mẹ bà lê ở chung với bà tư được một hơn một năm thì bà tư qua đời bà cũng đã quá già sống chết chỉ là chuyện thời gian bà lê tổ chức cho bà kê đám tang trình chu chắc bà tư cũng không ngờ cuối đời lại có người đeo tang cho bà cả đời hai người phụ nữ sống hiền lành lương thiện để rồi gặp nhau một người được sinh ra lần nữa một người thì được làm mẹ bà lê đã chứng kiến quá nhiều cái chết của người thân trong cuộc đời mình nhưng bà vẫn một lòng hy vọng bản thân sẽ không chứng kiến cái chết của chồng bà đối với bà bấy nhiêu mất mát đã đủ nhiều Bây giờ bà chỉ sống vì con cái và bám vào cái niềm tin rằng chồng bà vẫn còn sống. Từ khi bà tư trẻ mất, người ta đã quen với hình ảnh con gái nuôi của bà bán tiếp gánh chè và hình ảnh một người đàn ông cao lớn ngày nào cũng đến mua chè. Người ta nói rằng ông sáu thời đơn phương bà Lê. Cũng có người nói rằng biết đâu bà Lê, lang trạ, nhiều người. Mấy đứa nhỏ là con rơi con dụng gì đó của ông Sáu, cũng có người thương cho hoàn cảnh của ông Sáu thời, cho rằng bà Lê đã là quá phụ còn làm giá. Bao nhiêu lời đồn đoán đều lọt đến tai hai người nhưng cả hai đều im lặng. Mấy ai biết đó là thứ tình cảm âm thầm một người chờ đợi một người, một người lại chờ đợi người khác. Thứ tình cảm ấy nói ít không ít, nhiều không nhiều, đậm đà hay nhạt nhẽo cũng không biết. Chỉ biết nó len lõi trong từng tất da thớ thịt, làm cho người ta dày vò Dần vặt khôn nguôi. Tới chiều, bà Lê gánh trẻ về. Bà thấy con cá lóc treo trên gian bếp. Chú Sáu thời cho cá nữa hà hoài. Dạ, chú mới cho hồi xế. Bà Lê thở dài. Bà biết chứ. Bà biết hết tình cảm của ông Sáu thời dành cho bà nhưng phải làm sao đây. Bây giờ bà không thể đáp lại khi mà trong tim bà vẫn luôn vương vấn một người. Hôm sau bà cố ý về sớm hơn mọi ngày y như rằng gặp ông sáu thời từ trong cửa bếp nhà bà đi ra ông sáu thời thấy bà thì giật mình rồi bình tĩnh lại ờ nay cô lê về sớm vậy ờ có con cá ngon lắm tôi mới bắt được cô nấu cháo cho tụi nhỏ ăn anh sáu anh làm vậy hoài coi sao đặng có gì đâu cô lê tôi chỉ là thôi thì tôi nói thẳng anh sáu à tôi biết tình cảm anh dành cho tôi Tôi biết hết đó anh sáu nhưng tôi không đáp lại anh được. Sao không được vậy cô Lê? Cô cũng mẹ lẽ con côi, còn tôi đây chưa vợ. Cô sợ gì mà không chấp nhận tôi được vậy cô Lê? Anh biết mà anh sáu. Tôi chờ ảnh về. Tôi còn thương ảnh. Cô phải chấp nhận sự thật đi. Chồng cô chết rồi cô Lê à. Nếu còn sống thì sao đến bây giờ mà người ta chưa tìm cô? Không, anh còn sống sống thấy người, chết thấy xác, biết đâu ảnh cũng đang tìm mẹ con tôi đó anh sáu, mong anh hiểu cho tôi. hay cô cho tôi nuôi tụi nhỏ chung với cô, tôi không cần đáp lại. tôi thấy cô một mình nuôi ba đứa nhỏ cực khổ quá. anh đừng làm vậy tôi ấy nấy, tôi xin anh, anh hãy tìm người phụ nữ nào có thể đáp lại tình cảm chân thành của anh đấy. tôi không xứng với tình cảm của anh đâu anh sáu à, cô lệ nếu cô đã nói vậy, sau này tôi sẽ không làm phiền gia đình cô nữa. Sau đó người ta thấy ông Sáu Thời xuất hiện ở khúc sông đó ít dần, ít dần rồi mất tâm. Không một ai biết lý do. Có người cho rằng ông Sáu Thời chán rồi. Có người cho rằng ông tìm được một người phụ nữ khác rồi. Quay lại với cuộc sống của mẹ con bà Lê. Sau ngày hôm đó, bà không còn thấy ông sáu thời ghé lại mua chè nữa nhưng mười bữa nửa tháng lại thấy vài con cá treo ở gian bếp bà chỉ biết âm thầm cảm ơn tấm lòng của ông sáu thời và ngàn lời xin lỗi ông kiếp này của hai người có duyên không phận hy vọng ai đó sẽ đáp lại tình cảm của ông sáu hoặc ở kiếp nào đó bà sẽ đáp lại được tình cảm của ông bà lê đang bán chè ở chợ thì có người tới báo có ai tìm bà ở nhà trong đầu bà chợt nghĩ đến một khả năng thế là bà vội vã chạy về bà thấy một người đàn ông cụt một chân tay chống nặng đứng trước nhà bà ông ngơ ngác tìm kiếm thấy có người mới mừng rỡ tời hỏi thăm bà cho tôi hỏi đây có phải là nhà lê anh hữu anh hữu là mình phải không mình làm sao thế này lâu nay mình ở đâu sao mình không về tìm em hả lê anh tìm được mình rồi lê ơi rốt cuộc anh cũng tìm được mình anh tìm mình cực khổ lắm mình biết không vào nhà vào nhà vào nhà gặp con nghe mình ừ ừ bà lê dìu ông hữu vào nhà hai người gặp nhau có bao điều muốn nói nhưng không biết nói từ đâu cứ im lặng nhìn nhau cứ như bao giọt nước mắt hóa thành cảm xúc thay cho lời nói của cả hai khi ông hữu vào nhà ba đứa trẻ nhìn ông ánh mắt có phần ngơ ngác và xa lạ ông hữu nhìn thấy ba đứa trẻ thì mừng rỡ vội vàng lên tiếng con con của cha 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 ơi cha về rồi hồi hợp cha về cha về rồi thằng hoài nhìn thấy cha mừng mừng tủi tủi chạy đến suy cho cùng thì nó cũng là đứa ở với cha nhiều nhất nên sẽ có nhiều tình cảm hơn hoài thằng hoài của cha lớn quá con bé hồi cùng lớn rồi này còn, Con bé út, con hợp đó mình. Lúc mình đi em mới biết là có mang con bé út. Con bé ngồi ngơ ngác. Nó thật sự chưa thấy cha bao giờ. Thì ra đây là người mà bao năm nay mẹ nó luôn chờ đợi đây sao? Mình cực khổ quá. Anh xin lỗi mình nhiều lắm. Em không sao đâu mình. Mình ngồi xuống kể cho em nghe. Mấy năm nay em không liên lạc được với mình. Sao mình cũng không về tìm em? Bà Lê nhìn chồng, nhìn cái chân bị cụt của ông, nước mắt cứ tuôn rơi lã chã. Anh hữu của bà khác xưa nhiều quá, ông ốm hơn, đen hơn, khuôn mặt cũng nam tính góc cạnh hơn, tỏa ra một khí chất đặc biệt của người đàn ông trưởng thành. Ông bắt đầu kể, ánh mắt thật hoài niệm. Ngày ấy anh lên đường đi đánh giặc, anh bị thương, như em thấy đó, anh bị cây đè trúng chân, anh tưởng anh chết thật rồi anh tưởng anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa ông hữu nhìn bà lê mắt đỏ hoe rồi kể tiếp sau đó đồng đội tìm được anh đưa anh về chữa trị anh gặp một cô y tá cô ấy đã cứu anh thật mừng quá bây giờ cô ấy ở đâu mình tới cảm ơn cô ấy vợ chồng mình cùng đi cô ấy cũng ở gần đây thôi anh được cô ấy cứu mới biết chồng cô ấy đã qua đời anh ấy là bác sĩ trong lúc cứu đồng đội thì bị địch bắt rồi bắn chết tội nghiệp quá chắc cô ấy đau khổ lắm anh phải nằm viện chữa bệnh anh phải cưa chân hơn một năm sau anh mới đi lại được rồi anh bắt đầu tìm mình nhưng mà đến lúc đó nhà cửa đã thành bãi đổ nát mất rồi người ta nói cho anh biết người nhà mình đã qua đời hết rồi anh tưởng mình cũng không thoát được lúc đó anh rất đau khổ anh muốn chết quách đi cho xong sau đó cô y tá đó đã động viên anh cô ấy giúp anh có niềm tin vào sống phải nói là nhờ có cô ấy phải có anh ngày hôm nay ông hữu không kiềm chế được mà khóc nấc lên cuộc gặp này chứa quá nhiều cảm xúc mất mát đau thương vui mừng và cả hạnh phúc bà lê ôm lấy ông vỗ về bà biết chồng bà sẽ giữ lời nói trở về thì chắc chắn sẽ trở về mà ảnh hữu của bà sẽ không bao giờ phụ lòng bà mà. Bây giờ anh đang sống ở đâu? Hay là anh dọn về đây sống với mẹ con em nhé? Bây giờ em bán trẻ. Thật ra cũng không kiếm được quá nhiều tiền nhưng cũng đủ trang trải. Anh biết không còn chúng ta được đi học. Học ban đêm ở chỗ giáo viên tình nguyện trong làng. Mà em được như bây giờ cũng nhờ có mẹ tư. Em đã gặp được mẹ vào ngày em chạy trốn. Rồi bà kể lại những năm qua mẹ con họ đã sống thế nào. Bà nhớ ông thế nào? Con của hai người đã lớn lên như thế nào nữa? Bà kể rất nhiều. Rất nhiều nói hết bao lời tâm sự chất chứa trong lòng bà, nói hết những nỗi nhớ nhung, cả sự đau buồn, tủi khổ mà bấy lâu nay bà đã phải chịu đựng. Bây giờ anh chuyển về cùng mẹ con em nhé. Xong rồi chúng ta sẽ cùng đi cảm ơn cô y tá ấy, cả gia đình chúng ta, để cho cô ấy biết chúng ta biết ơn cô ấy chân thành như thế nào. Thật ra, anh đang sống với cô ấy. Ha, anh nói sao? Cô ấy cho anh ở nhờ nữa sao? Thật là tốt quá. Bây giờ mình tới dọn đồ của anh rồi cảm ơn cô ấy luôn. Được không? Thật ra, sau khi không tìm được em, anh và cô ấy đã chung sống với nhau như vợ chồng. Thật sự lúc ấy anh không biết em còn sống, anh đã quá tuyệt vọng rồi. Cô ấy như nguồn sáng của anh sau đó cô ấy nói mình cũng cần một người nương tựa thế là tụi anh về với nhau rồi người quen của cô ấy biết được thông tin là em ở đây anh mới tìm được em bây giờ anh với cô ấy đang sống với nhau và cô ấy đang mang thai con của anh bà lê như không tin vào tay mình bà nhìn ông hữu chân chân cả người bà không còn cảm giác gì nữa cứ như tất cả các tế bào đều ngưng hoạt động máu huyết không lưu thông được nữa bà ngồi bất động như một pho tượng vô tri vô giác rất lâu sau đó bà mới mở miệng vậy bây giờ mình về đây để làm gì anh anh muốn xin em chấp nhận cô ấy chấp nhận đứa con cô ấy đang mang nghĩa là muốn em chấp nhận để mình cưới vợ hai vào nhà à cũng giống như vậy nhưng mà mình phải biết là lúc đó anh nghĩ mình không còn nữa anh mới anh vẫn còn rất yêu mình mà mình biết không đây nửa cái lược mình đưa cho anh giữ anh vẫn còn giữ mình ơi ông hữu vụng về lấy nửa cái lược trong túi áo ra như chứng minh lời nói của mình bà lê nhìn ông rồi nhìn nửa cái lược đó cái vật định tình của ông bà bà nghĩ ngày đó phải chi mình đừng chia cái lược ra làm đôi để tình cảm ông bà cũng bị chia xa như thế bà cầm cái lược ve vuốt mân mê từng cái răng Bà ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bất ngờ ném nó đi. Mình, bà vào bếp lấy cái kéo, cầm cắt đi mái tóc dài qua mông của mình. Mái tóc đen dài như thác đổ thoáng chốc đã ngắn ngang vai, lờm chởm xấu xí như bị chuột nhắm. Lê, mình làm cái gì vậy? Mình hỏi em làm cái gì à? Nhưng mình thấy đó, chúng ta kết thúc rồi. Cái lược đó, mình quên đi, còn mái tóc này ngày xưa mình nói mình thương mái tóc của em bao nhiêu năm nay em chờ mình em không cắt nó bây giờ mình trở về mình có con với người ta tình cảm của của hai ta như mái tóc này vậy cắt đứt rồi mình coi như em đã chết cũng được mình trở về với người ta với con của hai người đi bà lê ném chùm tóc đã cắt về phía ông hữu ông ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt giống như người ấy không phải là vợ ông nữa Người phụ nữ hoàn toàn xa lạ ấy là ai chứ chẳng phải vợ ông. Mạnh mẽ và tuyệt tình. Ông cầm chùm tóc, lau đi giọt nước mắt rồi chống nạn khập khiễng bước đi. Đó là câu chuyện của hơn 30 năm về trước. Bây giờ bà Lê đang nằm trên giường bệnh. Bà móc trong túi ra thêm nửa cái lược nữa. Đúng vậy. Hôm ấy bà đã ra ngoài lượm lại nửa cái lược kia. Ngày ấy ra đi. Chắc trong mắt ông bà là một con người tàn ác và máu lạnh. Nhưng ông đâu biết trong lòng bà nghĩ gì. Đương nhiên bà cũng cảm thấy thất vọng, thấy đau lòng và hụt hẫng lắm. Mấy ai biết lúc cầm mảnh lược kia lên bà cảm giác như lượm nhặt lại một nửa tình cảm của mình trong tay. Hình ảnh ấy đáng thương, hèn mọn thế nào, không một ai trông thấy cả. Tuy nhiên, chính bà không muốn một ai biết. Nếu người phụ nữ đang mang thai ấy biết ông đã tìm được bà, có lẽ cô ấy cũng sẽ nhường ông lại cho bà nhưng sau đó thì sao hai người phụ nữ và bốn đứa trẻ ông sẽ chọn ai tất cả sẽ ở chung nhà hay ông ở với người vợ là bà rồi sau đó đến thăm cô y tá kia hoặc là ngược lại bà không muốn san sẻ như thế coi như đó là sự tự tôn cuối cùng của bà cũng là đường lui cho cả ba người gái nhỏ nhìn bà ngoại mình nó không biết rõ nội tình như thế nào nhưng nó chắc rằng bà ngoại không hề ghét ông ngoại như mọi người thường bảo thậm chí là còn thương rất nhiều nếu không bà sẽ không bảo muốn gặp ông trong hôm nay ngày rỗ của bà cố tư cha mẹ gái nhỏ cùng chị gái lớn vợ chồng cậu hoài và cả con của cậu tất cả đều về rồi mọi người đang chờ ông ngoại nhà của ông và cô y tá đó ở cách đây hơn ba cây số đúng vậy chỉ vòn vẹn ba cây số nhưng họ chưa hề gặp nhau. chắc có lẽ là hết duyên. có lẽ cả cậu Hoài, mẹ gái nhỏ và út hợp không một ai muốn thấy cô y tá ngày ấy và con của cô nên không ai tình nguyện đi đón ông ngoại. sau hơn hai mươi phút chờ đợi, rốt cuộc ông ngoại cũng xuất hiện, giống như trong mô tả của mọi người, một bên chân của ông bị cắt đến đầu gối. khi ông vừa bước vào nhà, nhìn thấy con cháu của mình có lẽ ông xúc động lắm. Mình, là anh đây. Nghe nói mình muốn gặp anh. Bà ngoại rơi nước mắt. Bà kêu cậu hai hoài đỡ ông ngồi xuống bên bà. Bây giờ bà rất mệt, không gượng dậy nổi nữa. Gái nhỏ thấy ông ngoại nắm chặt tay bà ngoại, thủ thì bên tai bà. Mình, anh về với mình rồi đây. Bây giờ anh đã hiểu ngày xưa mình làm vậy là muốn cả ba chúng ta không phải bị khó xử đúng không? Anh xin lỗi, anh là chồng mình mà không hiểu mình anh cảm ơn mình đã cho anh một đàn con cháu để huề nhìn mình về già có con cháu kể bên anh cũng yên tâm ông nhìn sâu vào đôi mắt bà đôi mắt đen long lanh ngày ấy bây giờ mở đục nhưng sâu trong đó ông vẫn cảm thấy rõ những điều bà muốn nói sau đó ông lấy trong túi ra một cây lược gỗ rồi nhét vào tay bà mình biết không lúc đó anh về làm cho mình một cây lược mới anh chưa kịp đưa cho mình đây này mình thấy không đẹp hơn cây lược ngày ấy anh tặng mình sau khi cắt tóc mình lại để dài phải không mình chưa từng cắt lại lần nào nữa dù tóc mình đã bạc nhưng anh vẫn thương mái tóc của mình như ngày nào ông đặt tay lên mái tóc bạc phơ của bà ngoại vuốt ve âu yếm gái nhỏ bỗng nghĩ đến tên của cậu mình mẹ và dì út hoài hồi hợp em luôn nhớ mình em luôn mong mình sẽ trở về em luôn mong gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ có lẽ chính bản thân ông ngoại cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của bà khi đặt tên cho con của hai người cả đời bà luôn nhớ tới ông ngày hôm sau bà ra đi bà ra đi trong vòng tay ông lúc con cháu tế tựu đủ đầy có lẽ bà đã mãn nguyện mong muốn cả đời bà đã thực hiện được bà ra đi thanh thản nhẹ nhàng, không vướng bận, chỉ để lại nỗi tiếc thương sâu sắc cho cả gia đình. Trong đám tang của bà có một người đàn ông đến viếng. Ông ta cao lớn, có làn da rám nắng. Nghe đâu đó trong đám đông nói rằng có lẽ đó là ông sáu thời